Rồi xin chào các bạn nha. Hôm nay mình bữa mà mấy bé mình tưởng nó bệnh đó các bạn. Thì mình có đi tới thằng học bác sĩ, bữa tối đó mình cũng lo mình chạy tới, mình không cảm theo. Thì bác sĩ nói là về theo dõi mấy bé đi. Coi có gì khác thường hãy đem tới, mà theo như mình miêu tả vậy mình đưa cái đoạn quay phim cho của mình cho bác sĩ coi á. Thì bác sĩ nói là cũng giống như mình mà mình dự đoán nè các bạn, là có thể là do thời tiết nóng quá mấy bé la. Thì bác sĩ kêu là để đêm đi, để đêm để coi mấy bé đại khái như có la không á, hay là cho mấy bé ra nền gạch nằm giống như mình thử đó các bạn. Thì coi mấy bé còn la không, thì đúng là mấy bé không la. Bác sĩ nói nếu mà trời nóng quá mấy bé bỏ bú là chuyện bình thường. Thì mình cũng báo cho các bạn nghe mình phụ với mình. Thì thật ra bên mấy bé bên lấy ra con cái này là thao nước nóng nè, thao nước sôi đó, nước nóng ba xả nước nóng bể ba tắm đó. Mình phụ với mình là mấy bé không sao, bé cũng hơi hầu. Bây giờ trời cũng đang buổi trưa có nắng lên đó các bạn, mình cũng tranh thủ mình tắm cho mấy bé một chút xíu rồi mình phơi nắng cho ấm người mình đem vô. Cái này cái thao này là thao nước ấm các bạn, nước năng lượng mặt trời á, nước nóng năng lượng mặt trời mình xả ra, mình để mình thay vô đây cho ấm cho mấy bé tắm. Nè các bạn nhìn nè, tỷ vô em buộc tỷ lại cho ba coi. Các bạn nhìn nè, dễ thương quá đó. Nhưng mà mình tắm từ gần cổ tắm xuống rồi nha các bạn, mình chỉ để mấy bé vô tắm từ gần cổ tắm xuống, chứ còn nhỏ quá tắm đầu cũng chưa dám nha. Lần đầu tiên trong cuộc đời đứng vô thau nước. Ủa cái này còn lấy sữa tắm hả? Chứ sao không lấy xà bông cái gì mà lần ba tắm tỷ tỷ đó, nó thơm đó. Đúng đó. Rồi cái này đâu phải xà bông đâu, cái này sữa tắm mà. Coi chừng nó cho thau nước sâu đó. Ok cũng được, tắm cho mấy bé thơm đi. Hồi bà tắm bằng cái sữa tắm này luôn nè. Rồi con với ba vô chải cho nó trơn, rồi chải tóc tỷ tỷ ra cho ba phụ ba coi. Trời ơi bỏ tỷ tỷ tội nghiệp tỷ tỷ quá à. Tỷ tỷ còn tội nghiệp hơn mũi nữa. Mũi sướng ăn đi chơi riết, còn tỷ tỷ nhà nuôi con. Mũi sướng lắm đó, các bạn, ăn là đi chơi riết à. Ăn là chơi đùa giỡn như đứa nít vậy đó. Ai làm gì làm mặc kệ. Mũi không quan tâm. Đưa khăn đây. Mình làm kỹ một chút. Tỷ à, con chuẩn bị con tắm luôn á, con hửi cái gì? Con tắm luôn, mẹ con tắm hết mới sạch. Bây giờ tắm con của con mà con không tắm cũng dơ rồi tỷ. Ủa, không mới lau mặt. Con để cái rổ vô nắng đó, rồi con để cái khăn nó vô trong cái rổ. Trời ơi dở vậy ta. Để khăn vô cái rổ, không rồi để nó nằm vô không đó. À các bạn ơi. bé đèn không la một tiếng nữa. Bạn thấy không? Coi nè. Tỉ ra, ghê không các bạn? Rồi coi nè, lanh không? Giải cũng phải tắm con. Ôi ngự luôn. Ôi nay bạo lực. Giải cũng phải tắm nha con. Nó tắm cho mấy bé. Trời lạnh các bạn. Bạn nhìn nó dễ thương. Hồi nãy còn bạo lực còn giải lắm, giờ chắc hết sức rồi. Ai chéo nè. Chắc là các bạn ơi. Để vô. Bộ mát mẻ quá chịu các bạn. Thấy vẻ bộ mát chịu hay sao em ru à. Còn bà có bé kia nãy la quá. Thì mình cũng nói các bạn nghe. Hôm nay nữa là 20 ngày đó các bạn. Đứng dậy đi được rồi, mấy bé nay đứng dậy đi từng từng được rồi.
mà đi còn cà dắp vậy đó, chứ không phải là chưa đi mạnh nha, mà nhưng mà được 20 ngày đó các bạn. Rồi các bạn xem video các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình nha các bạn nha, mình để mình đưa lên quay các bé cho các bạn xem. Rồi lâu lâu mình sẽ đi trải nghiệm ngoài đồng, mình đi tìm chỗ câu cá dân dã ngoài đồng, mình cũng làm một hai cái clip cho các bạn xem. Rồi sắp tới đây, sắp tới Tết đó các bạn, mình sẽ đi quay chợ bông, chợ hoa, vô vườn bông rồi mình quay cho các bạn xem. Thì mong là các bạn giải trí, bạn giải trí được. Rồi các bạn đăng ký kênh cho mình để có thêm động lực, nhiều chút thêm động lực quay, đúng không các bạn? Thấy thương chỗ nè, bạn nhìn nè, thương chỗ nó. Đúng là cái này là vợ mình tắm, vợ mình tắm cho mấy bé, nhưng mà gần Tết đó các bạn, vợ gần Tết đó, bà xã mình nè buôn bán dữ lắm các bạn ơi, buôn bán mấy ngày về trễ đó, vật vật lắm. Thì ở nhà mình phụ được mà thôi, rồi ở lần này ẩm đi lao mình mấy bé tội nghiệp. Sao không biết, nhưng mà mình thấy bé nào cũng đẹp, bé nào cũng dễ thương. Bữa nay là còn 10 ngày nữa là chở mấy bé đi uống thuốc sổ rồi đó các bạn. Bữa mình hỏi mấy bé vụ mấy bé bệnh đó ngày qua đó các bạn, chứ bữa trước tỷ tỷ bệnh đó, mình có vô gặp bác sĩ luôn đó, thì mình sẵn đó mình cũng hỏi luôn, với lại ngày qua mình có hỏi thăm nữa là bước đầu tiên của mấy bé là trị bệnh là cái gì trước. Như bác sĩ cho mình biết là đúng một tháng là đem đi sổ dung chích cái mũi người 7 trong 1 các bạn. Mũi đó là chích xong về mấy bé nằm lai liệt hết, không con nào nhúc nhích vậy, đau quá đau, mũi đó chích đau dữ lắm, nhưng mà cũng phải chịu thôi nha các bạn, đau cũng phải ráng thôi, chứ không chích mũi đó mấy bé chết à. Rồi xong nè, lại lấy ăn khô lau lại cho em đi, ăn còn ướt á. Rồi bé này bé cuối cùng nha các bạn, sáu bé là bé cuối cùng. Không tắm sữa tắm này cũng được á Ngân ơi, tại mà mấy em còn nhỏ, tắm này cho mấy em mềm mại thơm, đâu có gì, mấy em cũng đâu có gì đâu, giờ chỉ có mẹ liếm là nhiều thôi, không xong chắc ôm chắc thơm lắm các bạn. Chưa nữa mình cũng không biết, nhưng mà thấy nó bé nó hôi hôi, rồi mấy bé nóng nực quá bé ngủ không được á, giống như mấy bé la quá rồi bỏ sữa, là nóng quá mấy bé bỏ sữa bỏ vú rồi luôn, mình tưởng mấy bé bệnh đó. Thì hôm nay cũng có một hai bạn là nói mình là lâu mình tắm rửa cho mấy bé sạch sẽ là mấy bé mát mẻ, mấy bé ngủ yên mà, chứ mấy bé không có bệnh. Tại mấy bạn đó cũng nhắn tin trao đổi với mình, biết là bạn nó đã nuôi qua rồi, nhiều rồi, mấy bạn trải qua rồi, thật ra mấy bé không có bệnh đâu. Thì đồng thời là mình cũng ra mình hỏi bác sĩ, thì bác sĩ cũng nói như vậy luôn, thì tâm ra mình đỡ lo các bạn. Rồi bé này bé cuối cùng, bé thứ 6 nha các bạn. Rồi để mình phơi nắng cho mấy bé thịt khô, của mình đem vô cầm cho các bạn xem. Rồi lau em đi. Tao có thể ha. Cái người bỏ tôi rồi, không đem ơi. Đứng xuống rồi. Rồi đợi đứng xuống, đứng xuống. Bữa nay tắm tỉ bằng nước này luôn rồi, nước lạnh đó các bạn ơi. Chứ mà bữa tắm nóng không à. Rồi sẵn ngồi để tắm thôi, tắm luôn. Trời ơi, sấy mày giấu riêng nữa. Thương bé con của nó hại. Tưởng sao sấy hết, ấm hết, con của nó thương quá nó ẩm ra ngoài để.
thấy thương không? Chút xíu nữa cái mình thấy xong cái mình cho lên canh các bạn nha. Khô hết rồi các bạn ơi. Đẹp hết luôn rồi, con nào lấy thơm phức luôn các bạn. Tỉ tỉ cũng thơm luôn. Cái ổ cũng thơm luôn. Thơm hết, sạch sẽ hết các bạn ơi. Tết năm nay chơi là đi đâu mà kiểu như mà một ngày nó về đó các bạn, là chở đi theo hết luôn. ai mà không cử hôm kia, ai mà không có cử chó đến nhà đó các bạn, ai mà không cử thì là mình chở đi hết, mình tới chơi mình chở đi hết, còn ai cử là có lẽ là mình không tới được, tại vì giờ mình đi mình bỏ nhà bỏ đâu, làm ra người nào cử thì mình không có tới các bạn nha. Còn ai mà không có cử, không có ngại mà chở chó đến nhà Tết nhất giờ không có cử thì mình chở đến hết chơi hết. Đi đâu á là năm nay là trên xe mình là 7 người. Riêng mình là 7 sinh mạng. Mình với lại 8 luôn chứ. Mình với tỷ tỷ với lại 6 bé tỷ tỷ là 8 người. Nếu mà tính đầu người là công an phạt mê luôn, quá tải. Quá đầu người quá nhiều quá các bạn ơi. Đi hết. Năm nay cho mỗi đứa uống một ly hết. 6 đứa 6 ly với tỷ tỷ 1 ly là 7 ly với mình ly nữa là 8 ly. Chở đi, về công an thổi nồng độ cồn là đo hết luôn. Công an mà lỗi nồng độ cồn là để xuống đo hết luôn. Cho một phút luôn. Thổi nồng độ cồn cũng cho thổi luôn. Thôi quá các bạn ơi. Giờ mình qua mình sẽ cân cho mấy bé các bạn ơi. Thử coi ngày tại vừa đầu mình không có cân rồi. Đợt này mình cân để coi mấy bé có lên ký nhiều nha các bạn ơi. Chiếc thu ngon quá này. Nào ẩm cho các bạn coi khoe các bạn chút coi. Nó các bạn nhìn thấy nè dễ thương chưa, mũi ra con mũi đó, đầu mũi đó các bạn thấy em nè, hai cặp này chưa, nó khoe các bạn tí nữa đó. Đây nữa nè, đó cho các bạn xem nè, nó có bạn nào thương ẩm tôi không, nhớ bạn nào ẩm tôi không, ôi người nó trơn lùi luôn các bạn, tắm sữa tắm á, giờ vuốt cái lông nó trơn lùi luôn, hồi sướng, hồi mệt chút mà đúng sướng bạn ơi, giờ ngửi thơm nó trơn lùi nó thơm phức, họ thơm phức, rồi để xấy cho mẹ con chút xíu nữa là bắt đầu cân luôn các bạn, để cân bụng đói cho nó thực tế các bạn, không cho bú, xíu nữa là cho bú, xíu nữa, mệt tỷ quá, tỷ ra đi, xấy vô. Nửa tỷ mệt tỷ quá à, từ từ cũng được ha, ai mà lấy của con đâu con sợ, nằm hết đây nè, từ từ đi con, mệt tỷ ghê nha. Đây cũng là cái cân ăn cũng luôn đó, cũng thêm một cái rổ luôn nha các bạn, anh sang các bạn theo dõi cho rõ. Một bé nè các bạn ơi, hai bé nè, ba bé nè bạn ơi, ừ kêu cái gì không biết nữa, bốn bé nè, tỷ tỷ kêu các bạn, buộc lại tỷ la, đó sáu bé, té nha con, chưa từ từ, qua 4,5 kg bạn ơi, bạn thấy không, 4,5 kg. Quá trời. Che đèn ánh đèn lại các bạn. Bốn cái đuổi. Vậy chứ mình để ra đất nằm im hết nha các bạn. Để ra nền gạch đó, nằm im hết rồi. Mát á. Rồi hôm nay mình theo dõi mấy bé là mình mà báo cho các bạn mình nghe, các bạn mình mừng với mình đó là mấy bé không có bệnh nha các bạn, mấy bé rất là khỏe, mà chẳng qua thời tiết nóng quá mấy bé la, nóng quá mấy bé la và đồng thời mấy bé bỏ bú đó. Thì mình hôm nay mình tắm, mình chà ổ, mình tắm rửa sạch sẽ hết mẹ con hết, rửa cho sạch, chứ giờ tắm mẹ mà không tắm con thì cũng dơ, mà tắm con tắm mẹ cũng dơ, nên ra mình tắm hết, mình phơi nắng mình sấy kỹ hết nha các bạn. Thì mấy bé hôm nay là lên cân được là 4,5 kg. Mà hôm nay là được 20 ngày nha các bạn nha.
các bạn xem video, các bạn thương mình, thương mấy bé, đăng ký kênh cho mình và mấy bé nha các bạn nha. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở clip tiếp theo. Chào các bạn nha.